Tình trạng 2K3 lúc này. Những kiến thức có trong đề cương, những kiến thức mà thầy cô dạy thêm, mấy đứa thủ khoa bảo chỉ cần học ở trong sách giáo khoa, đề thi đại học mà bộ đưa ra. Còn đây là những gì mà tôi nhớ ở trong đầu. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt.